Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình chính trị, an ninh trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Đầu tiên sẽ là những tin chính. Tàu cảnh sát biển 4.000 tấn lớn nhất Việt Nam xuất trận, rượt đuổi với tàu Trung Quốc. Các bạn thân mến, sự bành trướng của các tàu Trung Quốc tại lãnh hải của Việt Nam đang khiến vấn đề Biển Đông ngày càng trở nên trầm trọng. Nhất là mới đây, tàu cảnh sát của Trung Quốc đang có những động thái lạ tại khu vực bãi Tư Chính với sự ủng hộ của các tàu tuần duyên. Ngay lập tức, Việt Nam đã trả đũa bằng cách điều động tàu CFB 4.000 tấn xuất trận rượt đuổi tàu Trung Quốc. Tuy nhiên, nhiều tờ báo Trung Quốc đã đổ trắng thay đen, vẽ ra câu chuyện về việc Việt Nam bị tàu hải cảnh Trung Quốc rượt đuổi phải bỏ chạy. Vậy rốt cuộc đâu mới là sự thật? Việt Nam hay Trung Quốc đã thua trong lần chạm trán này? Theo bản đồ quỹ đạo di chuyển do phía Việt Nam công bố, tàu của hai bên đã có những màn rượt đuổi kịch liệt ở vùng biển phía Bắc bãi Tư Chính. Phía Việt Nam đã phải cho tàu cảnh sát biển 7011 đến để ngăn chặn tàu hải cảnh 4303 của Trung Quốc. Từ hình ảnh cho thấy hai bên đã nhiều lần suýt va chạm. Tình hình cụ thể, Việt Nam đã phái tàu 7011 có lượng giãn nước 4.000 tấn với chiều dài thân tàu gần 100 mét ra bãi Tư Chính. Trước đó, dữ liệu từ hai tàu giám sát độc lập mà Reuters xem qua cho thấy phía Việt Nam chỉ có tàu kiểm ngư phiên hiệu KN414 ở khu vực này, trong khi đó lực lượng tại chỗ của Trung Quốc, hai tàu cảnh sát biển, 7 tàu gá và một tàu khảo sát tiến vào lô 0503 của Vietropetro, một liên doanh giữa Sabubenet của Nga với Petro Việt Nam. Việc này xảy ra tiếp theo các động thái quyết đoán gần đây của Bắc Kinh trong vùng đặc quyền kinh tế của các nước láng giềng, khi Bắc Kinh thúc đẩy tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông, thử thách Mỹ và các đồng minh vào thời điểm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Động thái vào tháng 5 vừa qua, theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, là Trung Quốc đang sử dụng lực lượng hải cảnh và các tàu đánh cá có vũ trang để đe dọa và làm gián đoạn các hoạt động năng lượng ngoài khơi Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Philippines nhằm khẳng định chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói hoạt động đó là bình thường, nhưng trên thực tế, tàu Trung Quốc luôn cố tình lượn lờ và thách thức tàu kiểm ngư của Việt Nam. Với tình hình đó, Việt Nam rõ ràng là yếu thế hơn hẳn về mặt số lượng. Tàu kiểm ngư 414 của Việt Nam đã phải rất vất vả để ứng phó. Dữ liệu từ Marine Traffic Marine RFA ghi nhận được cho thấy tàu khảo sát hướng dương Hồng Giang Xiang 10 của Trung Quốc trong 2 ngày qua vẫn đi lại trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, được chi viện cho các tàu kiểm ngư. Tàu CFB 7011 đã được phái vào khu vực Tư Chính để ngăn chặn nhóm tàu khảo sát của Trung Quốc. Hình ảnh di chuyển từ dữ liệu của hệ thống theo dõi tàu thuyền AIS cho thấy tàu 7011 đã có những cuộc rượt đuổi với tàu hải cảnh 4303 của Trung Quốc trong quá trình tiếp cận nhóm tàu khảo sát hướng dương Hồng 10 của Trung Quốc. Trước đó, tàu hướng dương Hồng 10 đã tiến về phía Đông Bắc, dường như muốn rời khỏi khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam sau thời gian dài tiến hành khảo sát bất hợp pháp. Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau, con tàu này đột ngột quay ngược trở lại vùng Tư Chính, nơi khai thác và thăm dò dầu khí của Việt Nam. Hành động tiến về phía Đông Bắc của tàu hướng dương Hồng 10 dường như là để đánh lạc hướng các tàu chấp pháp của Việt Nam. Theo dữ liệu AIS, MRFA có được tại vùng biển bãi Tư Chính, tàu cảnh sát biển Việt Nam CFB 7011 đang theo sát tàu hướng dương Hồng 10 của Trung Quốc. Tàu CFB 7011 được hỗ trợ bởi tàu CFB 8001. Đây cũng là lần đầu tiên Trung Quốc dùng các tàu đánh cá dân binh để hộ tống, với số lượng tàu hải cảnh nhiều hơn lần trước. Giới chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng khi Trung Quốc cho tàu hải cảnh và tàu hải quân đến quá gần các khu khai thác dầu khí Việt Nam, ranh giới giữa chiến thuật vùng xám và xung đột có sử dụng vũ khí sát thương sẽ bị thu hẹp lại. Nói cách khác, có thể dẫn đến xung đột và có vũ trang trên Biển Đông. Một tờ báo của Trung Quốc đã miêu tả hành trình rượt đuổi của hai bên như sau. Theo bản đồ quỹ đạo, tàu thuyền do Việt Nam công bố trong lần xâm lấn mới nhất, tàu hải cảnh 4303 của Trung Quốc trước tiên dùng tốc độ cao đuổi theo và vượt lên chiếc tàu 7011 của Việt Nam, sau đó đột nhiên đổi hướng chặn chiếc tàu Việt Nam, khiến tàu Việt Nam phải rẽ hướng về phía Đông Bắc. Khi tàu Việt Nam lại tiếp cận, tàu hải cảnh Trung Quốc lại lần nữa đổi hướng để ngăn chặn, buộc tàu Việt Nam phải đổi hướng. Từ hình ảnh cho thấy 3 lần giao tranh liên tục, tàu cảnh sát biển 7011 Việt Nam đã rời khỏi hiện trường, đi một mạch không quay lại nữa. Bài báo này sau đó đã nêu nhận định rõ ràng rằng trong lần đối đầu này, vì Việt Nam đã xuống thế hạ phong, phải bỏ chạy trước tàu Trung Quốc.
Dù đã cử đi tàu 4.000 tấn, thì trước sự xung kích mạnh mẽ của tàu hải quân Trung Quốc, Việt Nam cũng chỉ có thể ngậm ngùi rút lui. Có thể nói đây là một chiến thắng của tàu hải cảnh 4303, cũng chỉ là một biểu hiện trực tiếp rằng Việt Nam không dám khinh suất. Cần biết rằng những năm gần đây, lực lượng hải quân Trung Quốc phát triển nhanh, luôn là hậu thuẫn hùng hậu của lực lượng hải cảnh. Tàu hải cảnh 4303 chỉ có lượng giãn nước 2.500 tấn so với tàu 4.000 tấn của Việt Nam là kém hơn. Nhưng Việt Nam lại không dám lấy cứng đối cứng với Trung Quốc. Nguyên nhân quan trọng còn không phải là sợ Trung Quốc phá lực lượng hùng hậu đến hay sao. Nên biết rằng hải cảnh Trung Quốc không phải chỉ có những tàu hơn 2.000 tấn mà còn có những tàu trên 10.000 tấn bất kỳ lúc nào cũng có thể phái đến bãi tư chính. Đây là điều phía Việt Nam biết rõ, đồng thời ý muốn khẳng định lực lượng hải quân của Trung Quốc là vô địch ở Biển Đông. Chỉ tính riêng hạm đội Nam Hải đã vượt xa tổng cộng hải quân của cả Đông Nam Á. Nếu Việt Nam và Trung Quốc thật sự xung đột, hiển nhiên là Trung Quốc dựa vào hải quân. Chỉ cần Trung Quốc muốn thì hoàn toàn đủ sức để thu hồi lại bãi tư chính mà Việt Nam đang chiếm, thậm chí là 29 đảo và rạn san hô ở Trường Sa mà phía Việt Nam đang giữ. Nếu thật sự chọc giận Trung Quốc thì Trung Quốc hoàn toàn có thể căn cứ vào đường chín đoạn của Biển Đông để thực thi chủ quyền và các đảo trên Biển Đông. Việt Nam nếu cả gan dám chống cự thì đừng nói là mấy tiểu đoàn quân đóng giữ đảo mà ngay cả toàn bộ hải quân Việt Nam cũng không phải là đối thủ của hạm đội Nam Hải. Nếu không phải vậy thì tại sao tàu khảo sát hướng Dương Hồng 10 của Trung Quốc cùng hai tàu hải cảnh và gần 10 tàu đánh cá bảo vệ tiến vào vùng lãnh hải Việt Nam hợp tác với nước ngoài ở bãi tư chính? Chúng ta không phủ nhận hạm đội Nam Hải là một quân đội mạnh và Trung Quốc hoàn toàn có quyền tự hào về điều đó. Nhưng việc Trung Quốc dùng lý lẽ để nâng cao vị thế của nước mình và hạ bệ quốc gia khác trong bài đăng này là điều cực kỳ vô cùng phi lý. Nếu một ngày nào đó chiến sự thực sự nổ ra với những sự xô xát, sử dụng đạn thật, súng thật thì chưa biết ai mới là người thắng cuối cùng, chứ không phải là cứ quân hơn, nhiều tàu hơn thì kẻ đó là va. Nhưng trên thực tế thì những gì do phía Trung Quốc công bố không hoàn toàn là sự thật. Trên trang fanpage Facebook, dự án Đại sứ ký Biển Đông đã đăng tải một video được quay từ bản đồ AIS cho thấy cuộc rượt đuổi đối đầu của tàu 7011 với tàu 4303. Trên hết, đây chính là hình ảnh mà tờ báo Trung Quốc đã sử dụng để phân tích và nói rằng tàu 7011 đã phải bỏ chạy sau 3 lần rượt đuổi. Tuy nhiên, khi xem kỹ bản đồ mô phỏng trên nguồn tin này, thì có thể thấy chính tàu 4303 mới là kẻ thua cuộc. Trong video, tàu 7011 di chuyển hướng về phía đông nam. Khi bị tàu 4303 Trung Quốc đuổi theo rồi vượt lên cắt mặt, sau cú cắt mặt đó, tàu 7011 lập tức bẻ lái sang trái và hai tàu chạy cùng hướng lên phía đông bắc. Sau đó, tàu 4303 lại tiếp tục chặn đường tàu Việt Nam, khiến tàu 7011 phải rẽ hướng. Cuối cùng, tàu 7011 sẽ phải chạy tiếp theo hướng Đông Nam, còn tàu 4303 thì không thấy tiếp tục di chuyển. Đây chính là lúc tờ báo Trung Quốc cắt ra và đưa tin rằng Việt Nam tháo chạy trong cuộc đụng độ. Nhưng trên thực tế, hướng mà tàu 7011 Việt Nam đi tới lại chính là nơi nhóm tàu cá và tàu khảo sát của Trung Quốc đang neo đậu. Nếu để ý, các bạn sẽ thấy ở đầu của đoạn video có những tàu cá được định danh là Quỳnh Tam Sa Ngư. Chính là những tàu cá bảo vệ tàu khảo sát đang di chuyển về phía đông ở góc phải phía dưới màn hình. Dựa theo đó, có thể thấy tàu 7011 đã thắng trong cuộc rượt đuổi với 4303 và đuổi theo tàu khảo sát Trung Quốc. Qua đó, không có chuyện Việt Nam bỏ chạy trước hải cảnh Trung Quốc. Trước những thông tin tố cáo việc Trung Quốc đang xâm nhập trái phép vùng đặc quyền kinh tế của nước láng giềng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã xác nhận với Reuters rằng các tàu nghiên cứu khoa học và đánh cá của Trung Quốc thực hiện các hoạt động sản xuất và làm việc bình thường trong các vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc. Như vậy, Trung Quốc đã xác nhận chính thức đây không phải là hoạt động đi qua, không gây hại hay tự do hàng hải, mà là hoạt động thực thi đòi hỏi chủ quyền của họ trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trước tuyên bố này của Trung Quốc, Việt Nam cũng lập tức đáp trả. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói tại buổi họp báo trả lời thông tin tàu nghiên cứu của Trung Quốc hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đối với các vụ xâm phạm vùng biển, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam. Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan chức năng Việt Nam đã và đang triển khai các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế, luật pháp Việt Nam để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng. Lần gần nhất Trung Quốc đưa tàu hướng vào bãi tư chính là vào tháng 7 năm 2019. Tàu nghiên cứu Hải Dương Địa chất 8 hoạt động trong vùng biển này khiến ít nhất 4 tàu hải cảnh Trung Quốc trong hơn 2 tháng. Bộ Ngoại giao Việt Nam khi đó đã lên án Trung Quốc xâm nhập EEZ và thềm lục địa
vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 UNCLOS mà Việt Nam, Trung Quốc đều là thành viên. Theo UNCLOS, bất kỳ hoạt động nghiên cứu khảo sát nào trong EEZ đều phải được quốc gia ven biển cho phép. Việt Nam đã nhiều lần yêu cầu Trung Quốc rút nhóm tàu này và không có hành vi đe dọa an ninh hòa bình ở khu vực. Nhóm tàu Trung Quốc rút đi vào tháng 10 năm 2019. Trong nhiều năm qua, Trung Quốc vẫn tích cực mở rộng sức ảnh hưởng của mình tại Biển Đông, thông qua việc bành trướng tại khu vực lãnh hải của Việt Nam, ra sức bồi đắp và diễn tập để phô trương thanh thế. Dù nhiều lần nhận được cảnh báo, nhưng chúng vẫn tham lam tìm kiếm quyền lực tại địa phận Việt Nam một cách trái phép, để rồi cuối cùng phải trả giá cho hành động của mình. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.